Những năm gần đây, taxi Uber, taxi Grab phát triển nhanh chóng và tăng đột biến. Chính vì thế đã tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt với taxi truyền thống. Nhiều ý kiến cho rằng, trong khi taxi truyền thống đang bị kiểm soát chặt chẽ thì Grab và Uber có phần ưu ái trong mức thu thuế. Theo chuyên gia kinh tế, bất cập này là do cơ chế. Vì vậy, muốn công bằng, tạo sự cạnh tranh lành mạnh thì phải nghiên cứu đúng bản chất của mô hình kinh doanh. Ứng dụng gọi xe được Grab và Uber đưa vào Việt Nam cách đây 3 năm đã làm thay đổi cách vận hành của cả thị trường taxi. Nhiều dịch vụ Uber, Grab đã nở rộ khiến thị trường vận tải của taxi truyền thống ngày càng bị co hẹp lại. Dù một số hãng taxi truyền thống đã chuyển mình đưa công nghệ vào quản lý kinh doanh để nâng cao sức cạnh tranh, thế nhưng cũng rất khó chiếm lĩnh thị trường vì cơ chế quản lý giá và chi phí. Nếu mà chúng ta tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh, thực sự công bằng, bình đẳng, bản thân anh taxi truyền thống không tự vươn lên, không tự cải tiến, không tự thì anh cũng sẽ bị phá sản, anh sẽ bị triệt tiêu. Đấy là nguyên tắc. Nếu tạo ra môi trường thì khi đó anh còn kêu ca nữa. Còn bây giờ do cái lỗi do cơ chế thì chúng ta phải sửa cơ chế. Đổi mới quản lý hoạt động taxi đảm bảo công bằng, bình đẳng trong kinh doanh và quyền lợi của hành khách đi xe taxi cần phải hướng tới. Nhưng vấn đề là cần xây dựng khuôn khổ pháp lý như thế nào để tạo sự cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện phát triển bền vững và lành mạnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách với tiêu chí văn minh, thuận tiện, an toàn, giá cước phù hợp. Bất cứ lúc nào, Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng đã tạo nên những đêm nhạc phòng trà, âm nhạc tối thứ bảy là dịp để những người yêu âm nhạc, nhất là âm nhạc cổ điển, có một không gian để chìm đắm với những hoài niệm xưa cũ.